Như cỏ khô chất đồng tu di, ném vào chút lửa sẽ cháy sạch. Cúng dường chư Phật chút công đức sẽ dứt phiền não đến niết bàn. Giống như cỏ khô chất đống nhiều như núi tu di, nếu ném vào một chút lửa nhỏ thì nhất định sẽ cháy sạch hết. Cúng dường tất cả chư Phật, tuy nhiên chỉ có chút ít công đức, nhưng chắc chắn sẽ dứt trừ được tất cả phiền não, tương lai sẽ đắc được niết bàn bờ bên kia. Núi tuyết có thuốc tên Dược Vương, thấy nghe người xúc tiêu các bệnh. Nếu ai thấy nghe đấng thập lực, được thắng công đức đến Phật trí. Giống như trên đỉnh núi tuyết có cây Dược Vương tên là Thiện Kiến. Nếu có chúng sinh nào thấy được hình trạng của cây đó, hoặc nghe được tên của cây đó, hoặc ngửi được mùi của cây đó, hoặc nếm được vị của cây đó, hoặc xúc chạm được cành lá của cây đó, đều tiêu trừ được tất cả bệnh tật. Nếu có chúng sinh thấy được xác thân của Phật, nghe được danh hiệu của Phật, thì sẽ đạt được công đức thủ thắng, sẽ đạt được trí huệ của Phật. Bấy giờ do thần lực của Phật, do pháp như vậy, mười phương đều có mười bất khả thuyết trăm ngàn ước na do tha thế giới, sáu thứ chấn động. Đó là đông vọt thì tây lặn, tây vọt thì đông lặn, nam vọt thì bắc lặn, bắc vọt thì nam lặn, mé vọt thì giữa lặn, giữa vọt thì mé lặn. 18 tướng động, đó là động biến động đằng biến động, khởi biến khởi đằng biến khởi, dũng biến dũng đằng biến dũng, chấn biến chấn đằng biến chấn, hống biến hống đằng biến hống, kích biến kích đằng biến kích. Lúc đó do đại oai thần lực của Phật, do pháp phải như vậy, mười phương đều có mười bất khả thuyết trăm ngàn ước na do tha thế giới, sáu thứ chấn động. Tại mỗi thế giới đều có sáu thứ chấn động, đó là động dũng khởi chấn hống kích. Đông vọt thì tây lặn, tây vọt thì đông lặn, nam vọt thì bắc lặn, bắc vọt thì nam lặn, mé vọt thì giữa lặn, giữa vọt thì mé lặn. 18 tướng động, đó là động biến động đằng biến động, khởi biến khởi đằng biến khởi, dũng biến dũng đằng biến dũng, chấn biến chấn đằng biến chấn, hống biến hống đằng biến hống, kích biến kích đằng biến kích. Lại có 18 thứ hình tướng chất động, đó là một động tại một địa phương động, hai biến động tại một thế giới động, khắp nơi đều động, ba đằng biến động hết thảy tất cả thế giới khắp nơi đều động, bốn khởi tại một địa phương khởi, năm biến khởi tại một thế giới khắp nơi đều khởi, sáu đằng biến khởi hết thảy tất cả thế giới khắp nơi đều khởi, bảy dũng tại một địa phương dũng, 8 biến dũng tại một thế giới khắp nơi đều dũng, 9 đằng biến dũng hết thảy tất cả thế giới khắp nơi đều dũng, 10 chấn tại một địa phương chấn, 11 biến chấn tại một thế giới chấn khắp nơi đều chấn, 12 đằng biến chấn hết thảy tất cả thế giới khắp nơi đều chấn, 13 hống tại một địa phương hống, 14 biến hống tại một thế giới khắp nơi đều hống, 15 đằng biến hống hết thảy tất cả thế giới khắp nơi đều hống, 16 kích tại một địa phương kích, 17 biến kích tại một thế giới khắp nơi đều kích, 18 đẳng biến kích hết thảy tất cả thế giới khắp nơi đều kích. 18 thứ chấn động này khiến cho chúng sinh biết tất cả thế giới đều là vô thường, khổ không vô ngã, cảnh tỉnh giác ngộ đừng tham luyến dục lạc tài sắc danh ăn và ngủ nữa. Trong 6 thứ chấn động này, động dũng khởi 3 thứ này thuộc về hình, chấn hống kích 3 thứ này thuộc về tiếng, trong mỗi một thứ lại phân ra làm 3 thứ, nên có 18 thứ chất động. Trời mưa xuống tất cả mây hoa đẹp hơn các cõi trời, tất cả mây lọng, mây tràng, mây phan, mây hương, mây tràng hoa, mây hương thòa, mây đổ trang nghiêm, mây đại quang minh mà ni báu, mây các Bồ Tát tán thán, mây bất khả thuyết thần Bồ Tát đều khác biệt. Mưa mây thành chánh giác, mây nghiêm tịnh thế giới không nghĩ bàn, mưa xuống mây âm thanh lời nói của Như Lai đầy khắp vô biên thế giới. Như bốn thiên hạ này, thần lực Như Lai thị hiện như vậy khiến cho các Bồ Tát đều đại hoan hỷ, các cùng mười phương tất cả thế giới cũng đều như vậy. Sau khi thế giới chấn động rồi, trời mưa xuống tất cả mây hoa đẹp hơn các cõi trời, tất cả mây lọng, mây tràng, mây phan, mây hương, mây tràng hoa, mây hương thoa, mây đổ trang nghiêm, mây đại quang minh mà ni báu, mây các Bồ Tát tán thán, mây bất khả thuyết thân Bồ Tát đều khác biệt. Mưa mây thành chánh giác, mây nghiêm tịnh thế giới không nghĩ bàn. Mưa xuống mây âm thanh lời nói của Như Lai, những mây báu đó đầy khắp vô biên thế giới.
Nhìn bốn thiên hạ này, thần lực của Như Lai thị hiện như vậy, khiến cho các Bồ Tát đều đại hoan hỷ, khắp cùng mười phương, tất cả thế giới cũng đều như vậy. Bây giờ mười phương đều qua khỏi các thế giới, nhiều như số hạt bụi 80 bất khả thuyết trong ngàn ước Na Do Tha cõi Phật đều có các Như Lai. Nhiều như số hạt bụi 80 bất khả thuyết trong ngàn ước Na Do Tha cõi Phật đều đồng danh hiệu là Phổ Hiền, đều hiện ra ở trước mà nói rằng: lành thay Phật tử, đó là nhờ oai lực của Phật, tùy thuận pháp tánh diễn nói pháp Như Lai xuất hiện, không nghĩ bàn. Phật tử, chúng tôi mười phương chư Phật đồng danh hiệu, nhiều như số hạt bụi 80 bất khả thuyết Na Do Tha cõi Phật đều nói pháp này. Nhiều chỗ tôi nói tất cả chư Phật mười phương thế giới cũng nói như vậy. Lúc đó mười phương đều qua khỏi các thế giới, nhiều như số hạt bụi 80 bất khả thuyết trong ngàn ước Na Do Tha cõi Phật đều có các Như Lai. Nhiều như số hạt bụi 80 bất khả thuyết trong ngàn ước Na Do Tha cõi Phật đều đồng danh hiệu là Phổ Hiền Như Lai, đồng thời đều hiện ra ở trước mặt Bồ Tát Phổ Hiền mà nói với Bồ Tát Phổ Hiền rằng: lành thay Phật tử, đó là nhờ đại oai thần lực của Phật, tùy thuận pháp tánh diễn nói pháp Như Lai xuất hiện, không nghĩ bàn. Phật tử, chúng tôi Phổ Hiền Như Lai, mười phương chư Phật đồng danh hiệu, nhiều như số hạt bụi 80 bất khả thuyết Na Do Tha cõi Phật đều nói kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật phẩm Như Lai xuất hiện này. Như hiện tại chỗ tôi nói tất cả chư Phật mười phương thế giới cũng nói như vậy. Phật tử, nay trong hội này các đại Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 vạn cõi Phật đắc được tam muội tất cả Bồ Tát thần thông, chúng tôi đều thọ ký cho họ, một đời nữa sẽ đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Số chúng sinh nhiều như số hạt bụi cõi Phật phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chúng tôi cũng thọ ký cho họ ở đời vị lai, trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật đều được thành Phật, đều đồng hiệu là Phật Thù Thắng cảnh giới. Chúng tôi vì khiến cho các Bồ Tát vị lai được nghe pháp này đều cùng hộ trì, nhờ chỗ độ chúng sinh bốn thiên hạ này, mười phương trăm ngàn ước Na Do Tha vô số vô lượng, cho đến chỗ độ chúng sinh trong tất cả thế giới, bất khả thuyết pháp giới, hư không giới cũng đều như vậy. Phổ Hiền Như Lai đồng danh hiệu lại nói: Phật tử, nay trong pháp hội Hoa Nghiêm này có các đại Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 vạn cõi Phật đồng thời đắc được tam muội tất cả Bồ Tát thần thông, chúng tôi đại chúng đều thọ ký cho họ, một đời nữa sẽ đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức cũng là thành tựu quả Phật. Có số chúng sinh nhiều như số hạt bụi cõi Phật phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chúng tôi cũng thọ ký cho họ ở đời vị lai, trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật đều được thành Phật, đều đồng hiệu là Phật Thù Thắng cảnh giới. Chúng tôi vì khiến cho các Bồ Tát vị lai được nghe pháp này, phàm là có đạo tràng nói kinh Hoa Nghiêm phẩm Như Lai xuất hiện thì chúng tôi đều cùng đến để hộ trì, giống như chỗ độ chúng sinh bốn thiên hạ này, mười phương trăm ngàn ước Na Do Tha vô số vô lượng, cho đến chỗ độ chúng sinh trong tất cả thế giới, bất khả thuyết pháp giới, hư không giới cũng đều giống như pháp hội này. Bây giờ do oai thần lực của mười phương chư Phật, do nguyện lực xưa của tỷ lô giá na, do pháp như vậy, do sức căn lành, do Như Lai khởi trí chẳng vượt một niệm, do Như Lai ứng duyên chẳng lỗi thời, do tùy thời giác ngộ các Bồ Tát, do những gì đã làm thuở xưa không thất hoại, do khiến cho đắc được hạnh Phổ Hiền rộng lớn, do hiện hiện nhất thiết trí tự tại, mười phương đều trải qua các thế giới, những số hạt bụi 10 bất khả thuyết trăm ngàn ước Na Do Tha cõi Phật đều có các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi 10 bất khả thuyết trăm ngàn ước Na Do Tha cõi Phật đều đến chỗ này đầy khắp mười phương tất cả pháp giới. Lúc đó do oai thần lực của mười phương chư Phật, do nguyện lực xưa của tỷ lô giá na, do pháp như vậy, do sức cắt lành, do Như Lai khởi trí chẳng vượt một niệm, do Như Lai ứng duyên chẳng lỗi thời, do tùy thời giác ngộ các Bồ Tát, do những gì đã làm thuở xưa không thất hoại, do khiến cho đắc được hạnh Phổ Hiền rộng lớn, do hiển hiện nhất thiết trí tự tại. Mười phương đều trải qua các thế giới, nhiều nhất số hạt bụi 10 bất khả thuyết trong ngàn ước Na Do Tha cõi Phật đều có các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi 10 bất khả thuyết trong ngàn ước Na Do Tha cõi Phật đều đến đạo tràng Hoa Nghiêm này đầy khắp mười phương tất cả pháp giới. Thị hiện Bồ Tát trang nghiêm rộng lớn, phóng lưới đại quang minh, chấn động tất cả mười phương thế giới, phá tan tất cả các cung điện ma, tiêu diệt tất cả khổ các đường ác,
hiển hiện tất cả oai đức của Như Lai, cả ngầm khen ngợi và vô lượng công đức khác biệt của Như Lai. Khắc mưa xuống tất cả các thứ mưa, thì hiện vô lượng thân khác nhau, lãnh thọ vô lượng các Phật pháp. Thì hiện Bồ Tát trang nghiêm rộng lớn, phóng lưới đại quang minh, chấn động tất cả mười phương thế giới, phá tan tất cả các cung điện mà, tiêu diệt tất cả khổ các đường ác, hiển hiện tất cả oai đức của Như Lai, cả ngầm khen ngợi pháp vô lượng công đức khác biệt của Như Lai. Khắc mưa xuống tất cả các thứ mưa, thì hiện vô lượng thân khác nhau, lãnh thọ vô lượng các Phật pháp. Nhờ thần lực của Phật đều nói như vậy, lành thay Phật tử, ngài có thể nói pháp không thể hoại của Như Lai này. Phật tử chúng tôi tất cả đều danh hiệu là Phổ Hiền, đều từ thế giới Phổ Quang Minh, chỗ Như Lai phổ tràng tự tại mà đến nơi này. Tất cả những nơi đó cũng đều nói pháp này, cũng câu văn như vậy, nghĩa lý như vậy, tuyên nói như vậy, quyết định như vậy, đều giống như ở đây, chẳng thêm chẳng bớt. Chúng tôi đều nhờ thần lực của Phật, nhờ đọc được pháp Như Lai mà đến chỗ này để chứng minh cho ngài. Mười phương hư không khắp pháp giới, tất cả thế giới các bốn thiên hạ cũng đều như vậy. Nhờ thần lực của Phật đều nói như vậy, lành thay Phật tử, ngài có thể pháp không thể hoại của Như Lai này, tôi cũng là pháp thiên mà ngoại đạo không thể phá hoại được. Phật tử chúng tôi tất cả đều danh hiệu là Phổ Hiền,